Mưa đá kèm theo dông lốc xảy ra tại một số địa phương vào rạng sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã vừa đầu tư nhà công nghệ để bắt đầu trồng rau, hoa trái vụ đã bị hư hại, ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất và mùa vụ. 11.000 m2 nhà công nghệ của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng giờ đổ nát như thế này. Ông Nguyễn Công Triều, giám đốc hợp tác xã, đang nỗ lực thu dọn, tận dụng để có thể dựng lại một phần diện tích nhỏ tiếp tục trồng hoa. Không tính chi phí về cơ sở hạ tầng và diện tích hoa hồng, hoa cúc mới trồng, thì trận dông lốc vừa qua cũng làm hợp tác xã thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Để có vốn đầu tư cho khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này, hợp tác xã đã vay ngân hàng nông nghiệp huyện gần 1 tỷ đồng để đầu tư. Nhưng hiện nay, nhà công nghệ hư hỏng, diện tích hoa cũng ảnh hưởng. Vì thế, sẽ rất khó khăn khi phải trả nợ ngân hàng trong thời gian tới. Tận dụng mọi vật liệu còn lại để tiếp tục sản xuất là ưu tiên hàng đầu của hợp tác xã. Rủi ro thì không thể lường trước được. Vì nó là thiên tai thì không biết làm sao được. Trước mắt thì cứ tháo hết khung nó hỏng ra đã. Còn xong bắt đầu này chấn chỉnh lại thì vẫn trồng hoa thôi. Nhưng mà chắc là sẽ không làm như kiểu này nữa. Không muốn làm nhà thì cũng đơn vị không đủ lực để mà làm nhà nữa. Mà bây giờ lại phải tính toán là làm sao nó tiết kiệm, tận dụng hết lại những cái này để làm. Khu vực vùng cao huyện Bắc Hà, bên cạnh những thiệt hại về nhà ở dân cư do bị tốc mái thì sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mô hình trình diễn sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của công ty Thiên Trường đã bị hư hỏng. Khung nhà màng bị gãy. Để kịp thời trồng rau trái vụ, công ty Thiên Trường sẽ vừa khôi phục đất sản xuất, trồng giống rau đúng không thời vụ, vừa dựng lại nhà công nghệ để bảo vệ vụ rau. Ở vùng núi bao giờ nó cũng có cái khắc nghiệt, nó hay có hiện tượng giao mùa, dông lốc và mưa đá. Thì rút kinh nghiệm này, công ty cũng phải thay đổi cái cách làm cũng như là cơ sở hạ tầng mình đầu tư nó kiên cố hơn ở các vùng khác một chút để cho nó đảm bảo cái tài sản cũng như là không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Để là tính toán lại cái hướng gió cộng với nữa là cái kết cấu nhà làm sao nó đảm bảo được cái chịu được dông lốc thì nó sẽ đội chi phí hạ tầng lên. Nhưng mà chắc chắn là doanh nghiệp sẽ làm và ngay trong ngày mai thì sẽ bắt tay vào khắc phục hậu quả thì trong vòng khoảng độ 3 tuần đến 4 tuần là sẽ quay trở lại sản xuất bình thường. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất, nhất là đối với những loại cây trồng cần tính toán đến khung thời vụ hợp lý. Vấn đề cần được các cơ quan quản lý nhà nước tính tới đó là cần có những chính sách hợp lý để hỗ trợ các đơn vị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khi gặp rủi ro do thiên tai bất lợi gây ra. Tiến tới là cái bảo hiểm trong nông nghiệp. Thì các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp thì ký kết với các đơn vị bảo hiểm nông nghiệp. Khi mà gặp thiên tai rủi ro thứ thì được hưởng bảo hiểm khi mà ta đóng tiền bảo hiểm hàng năm. Thì khi bị xảy ra thiên tai theo cái hợp đồng bảo hiểm nó được bồi thường, được hỗ trợ. Thì cái đó là lâu dài ổn định. Nên làm như thế. Tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ thiệt hại cho nông dân bị ảnh hưởng do thiên tai thì cũng cần có những hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để những đơn vị này giảm bớt khó khăn, tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trọng điểm của tỉnh.